bệnh kinh dị nhất thế giới khiến ai nhìn cũng rùng mình. Thưa quý vị, có lẽ ai cũng sẽ bị ám ảnh mất vài ngày, vài tuần, hoặc thậm chí vài tháng sau khi tìm hiểu về những căn bệnh kinh dị này. Đừng bao giờ nghĩ ung thư là căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới, bởi danh sách sau đây sẽ đem đến cho bạn một cái nhìn trực quan về chính con quái vật có sức công phá cơ thể con người còn khủng khiếp hơn thế gấp bội lần. Thứ nhất là bệnh cam tẩu mã. Bệnh cam tẩu mã hay viêm lợi sán khuẩn Fusobacterium, còn có tên gọi khác là DOMA, đây là hội chứng viêm miệng hoại tử gây phá hủy niêm mạc miệng và các mô có liên quan khác. Căn bệnh này còn có tốc độ lây lan nhanh, khiến môi, má, mũi của bệnh nhân bị thủng lỗ chỗ giống như bị ăn thịt. Kinh khủng hơn, xương và hàm răng của người bệnh cũng bị hoại tử, lung lay rồi dần dần rụng trong đau đớn. Thứ hai, bệnh u nấm chân. Bệnh u nấm chân hay còn gọi là bệnh chân Madura, đây là căn bệnh nguy hiểm được gây ra bởi tình trạng nhiễm nấm tại các mô và xương chân. Ban đầu, bệnh không gây đau đớn, nhưng lại tiết ra thứ mủ trắng kinh dị từ các vết loét trên da. Sau đó, chúng lan dần vào xương và gây tổn thương cơ, khớp, khiến bệnh nhân vật vã trong cơn đau nhức suốt ngày đêm. Thứ ba, hội chứng đau khu vực. Hội chứng đau khu vực có thể khiến người bệnh cảm thấy đau dai dẳng và liên tục tại một bộ phận nhất định trên cơ thể. Cảm giác đau đớn ấy cũng rất đa dạng, có thể như bị kim châm, bị cắt hay bị nghiền. Bên cạnh đó, tại những khu vực bị đau còn xuất hiện tình trạng da đổi màu hay đổi nhiệt độ bất thường hoặc sưng tấy. Thứ tư, bệnh phong. Bệnh phong là một căn bệnh đáng sợ có sức công phá khủng khiếp với làn da con người và gây tổn thương các dây thần kinh ngoại biên. Đây là một căn bệnh lây truyền từ người sang người, gây ra bởi trực khuẩn Mycobacterium leber. Kinh khủng hơn, bệnh phong còn gây tổn thương thị giác và tổn thương hệ thần kinh ngoại biên, nhất là các chi khiến cho bệnh nhân dần mất cảm giác ngoài da và yếu liệt các cơ từ từ. Hậu quả là bệnh nhân phải cắt cụt tứ chi tùy theo mức độ tiến triển của bệnh. Thứ năm, nhiễm dung chỉ ký sinh. Dung chỉ là một loài ký sinh gây nên bệnh chân voi và bệnh mù song ở người. Ngoài ra, loài dung chỉ có thể sống ký sinh trong mắt người, dẫn tới suy giảm thị giác và mù vĩnh viễn. Theo thống kê, nhiễm dung chỉ ký sinh là nguyên nhân đứng thứ hai gây ra mù vĩnh viễn trên thế giới. Thứ sáu, nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus. Vi khuẩn Vibrio vulnificus là loài vi khuẩn sống trong nước mặn và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng nếu nhiễm phải. Đa phần người bệnh bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus là do ăn hải sản chưa được chế biến chín và bơi trong nước biển với vết thương hở. Các triệu chứng ban đầu của nhiễm khuẩn Vibrio vulnificus bao gồm đau bụng, tiêu chảy cấp, nôn mửa và viêm da mủ. Nếu không được chẩn đoán và chữa trị kịp thời, người bệnh có thể bị suy giảm miễn dịch, suy thận, nhiễm độc máu, hoại tử và cuối cùng là tử vong. 7. Là hội chứng dị thực. Hội chứng dị thực hay BICA là một hội chứng khiến bệnh nhân có cảm giác thèm ăn những thứ kỳ quái như đất, sỏi đá, tóc, giấy, kim loại, thủy tinh hay thậm chí là phân hay nước tiểu. Hội chứng dị thực còn khiến cho bệnh nhân bị tổn thương hay tắc nghẽn hệ tiêu hóa, tóc sỏi đá, ngộ độc cấp, phân, đất hoặc ngộ độc gì là sơn. Thứ 8 là bệnh xương hóa. Bệnh xương hóa hay FOP là một căn bệnh hiếm với chỉ 8 trong người mắc phải trên toàn thế giới. Đáng tiếc, căn bệnh này vẫn chưa có phương pháp nào để điều trị. Thậm chí FOP còn khiến cho hệ thống sửa chữa tế bào trong cơ thể người bị phá hỏng hoàn toàn. Vì vậy, mọi cơ bắp hay tế bào bị hỏng đều sẽ hóa thành xương, nên người bệnh chỉ có thể nằm bất động một chỗ như robot mà thôi. Thứ 9 là hội chứng thoát dịch mao mạch hệ thống vô căn. Hội chứng thoát dịch mao mạch hệ thống vô căn hay hội chứng Klassen là tên gọi chỉ tình trạng các tế bào nội mô
trên thành mạch máu tách khỏi nhau, khiến cho huyết tương bị thẩm thấu từ trong các mạch máu vào cơ thể người bệnh. Hội chứng Glasson cũng khiến cho bệnh nhân bị phù đề toàn thân, giảm huyết áp, cô đặc máu, dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ tuần hoàn, gây suy thận, suy tạng và cuối cùng là tử vong. Thứ 10 là khóc ra máu. Triệu chứng chung của căn bệnh huyết hữu bí ẩn chảy máu tại bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, tuy nhiên chủ yếu mắt, tai, trán và mũi của người bệnh sẽ bị chảy máu mà không để lại vết thâm tím hay vết cắt nào. Thực ra, chất dịch rỉ ra từ mắt và da của người bệnh không phải là máu, nó là một loại chất dịch lỏng và loãng, có màu đỏ như máu mà thôi. Đây là một căn bệnh bí ẩn đối với y học mà hiện nay những thông tin về nó vẫn còn rất ít ỏi. Hơn thế, số người trên thế giới mắc phải căn bệnh này chỉ tính được trên đầu ngón tay.